Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách làm món thịt nạc vai xào sả ớt ngọt các bạn nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã làm xong đấy. Sau đây thì mình xin chia sẻ cách làm nha. Rất đơn giản và lại thơm ngon đấy các bạn ạ. Và sau đây thì các bạn hãy theo dõi video của mình chia sẻ nhé. Bạn cần phải chuẩn bị ở đây đó là thịt. Ở đây thì mình sử dụng thịt nạc vai, mình lấy cái đầu giòn nạc mềm này các bạn nhé. Đấy, mình sử dụng nạc vai và mình muốn ăn nhiều lạc. Còn nếu mà các bạn thích ăn cái phần mỡ dắt thì các bạn có thể mua thêm cái vừa dắt mỡ vào đó. Và tiếp đến là mình có chuẩn bị ở đây là một nửa quả ớt chuông xanh và 1/2 quả ớt chuông đỏ. Nếu các bạn không thích ăn thì thôi, các bạn không cho. Và tiếp đến là một củ, hai củ sả này và vài nhánh hành khô và một chút hành lá các bạn nhé. Đó thì tất nhiên là những cái gia vị đi kèm theo nó thì là nó có nước mắm này, dầu hào này và một chút xì dầu để tạo mùi thơm với các bạn. Đó thì sau đây thì mình xin chia sẻ cách làm lần lượt nhé. Thì trước hết là cái thịt này thì mình sẽ thái ra, các bạn sẽ thái mỏng thôi các bạn nhé. Mình sẽ thái mỏng thì khi mình xào được cái thịt nó rất là săn và ngon ấy. Thì các bạn sẽ, mình sẽ một miếng thịt như thế này thì mình sẽ thái ra thành từng lát một. Các bạn có thể sử dụng thịt này và các bạn có thể sử dụng thịt ba chỉ cũng được nhá. Thịt ba chỉ thì nếu mà ăn được mỡ nó rất là ngon. Đó, mình phang như thế này, sau đó là mình sẽ thái, thái ngang miếng thịt này ra nếu các bạn theo cái thớ thịt của nó các bạn ạ. Nha. Đó. Mình thái mỏng thì miếng thịt nó xào được rất là săn ngon. Mình tất nhiên là với nhiều cách chia sẻ thì các bạn có thể là tham khảo. Vì với cách làm đơn giản và đôi khi thì đổi vị cho cái món ăn trong gia đình ấy cũng rất là hấp dẫn. Đó. Các bạn cứ thái mỏng thế này nhé. Thì mình xào rất là dễ. Đó. Sau khi mình đã thái xong cái số lượng thịt mà mình cần phải làm rồi. Đấy. Nếu mà các bạn ạn ít thì các bạn thái khoảng 2 lạng thôi. Ở đây nhà mình hôm nay có việc nên là mình rất hay làm món này ăn thì thấy nó ngon. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn để làm ở chỗ này. Hôm nay là mình xào thành 3 đĩa đấy các bạn. Đó. Thì ở đây mình sử dụng là 800g thịt đấy ạ. Và sau bây giờ thì mình thái thịt xong rồi thì mình để đó. Thực ra thì mình cũng không cần phải ướp đâu các bạn ạ. Mình xào, khi mình xào thì mình cho gia vị vào nó cũng ngấm ấy. Do vậy mà mình cũng không cần phải ướp. Các bạn cẩn thận hơn thì các bạn có thể là ướp sơ một chút bột nêm, dầu hào vào cũng được. Và mình sử dụng ớt ở đây thì mình sẽ thái, thái bỏ cái hạt này đi. Và sau đó mình sẽ thái như thế này, mình sẽ thái ngang quả ớt ra. Đó. Cái này thì xào rất là nhanh chín, các bạn có thể thái hơi dày một chút cũng được. Đấy, với quả, với miếng ớt đỏ thì các bạn cũng thái như vậy nhé. Thái như vậy. Còn cái hành củ này thì mình chỉ cần đập dập thôi. Cái hành củ này thì mình sẽ thái lấy phần đầu hành này. Mình để đây để tí nữa mình xào cho thơm. Còn cái lá hành này nhá, nếu mà các bạn xào thì các bạn sẽ cho dài như thế này. Đó, mình là mình cắt dài như thế này đấy.
Củ sả này thì mình sẽ đập dập và mình sẽ dùng dao mình thái nát ra. Đó, mình thái như này. Cái đầu này nó cứng thì mình bỏ đi. Tất cả mọi thứ mình đã chuẩn bị xong rồi. Sả, hành, ớt, hành lá, thịt mình đã thái xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi xào thôi các bạn nhá. Và mình sẽ cho tỏi, hành, cái hành đập dập vừa xong ấy, với cả cái sả. Mình chiên cho thơm lên. Khi mà phi cái hành này, cái hành và cái sả này thì các bạn thấy là rất hấp dẫn luôn ấy, thơm lắm. Khi các bạn thấy cái sả này, hành nó vàng như thế này rồi, bây giờ mình cho thịt vào mình đảo thôi. Nên cho lửa to một chút nhé, thì nó sẽ cái thịt nó sẽ bay hơi nước rất nhanh và cái tốc độ xào của mình rất là nhanh. Khi tiếp thịt các bạn đã thấy nó chén lên một chút rồi, bắt đầu mình cho bột lên này. Khoảng 4 thìa sữa chua bột lên. Cái bột lên thì nó không mặn như bột canh đúng không ạ? Nên là các bạn có thể cho được 4 thìa sữa chua. Còn nếu mà các bạn sử dụng bột canh thì các bạn chỉ cần cho 2 thìa gia vị bột canh nhá. Và lúc này mình cho một xíu nước mắm. Tức là các bạn mình cho một thìa này. Bột lên mới nhạt này. Một xíu nước mắm này thôi vì lát nữa mình còn cho dầu hào đó các bạn ạ. Các bạn đảo lên. Cái này thì món xào này thì các bạn có thể xào nhanh đúng không ạ? Không lâu như món xào món rang chế cạnh. Nên là các bạn có thể xào nhanh. Nó rất là nhanh chín, các bạn cho lửa to lên nhé. Đó. Thì khi mình thái thịt mỏng như này thì mình xào rất là nhanh chín đúng không ạ? Và bây giờ đến công đoạn tiếp theo là mình sẽ cho 2 thìa dầu hào. Đó, đảo đi. Rất là thơm. Lúc này mình cho cái ớt này vào nhá. Cái ớt này đảo rất là nhanh chín. Mình cho luôn cái đầu hành vào. Các bạn lưu ý là cứ cho lửa to nhé. Đó, các bạn cứ đảo lên. Cái ớt nó chín tới thôi các bạn nhé. Cái ớt này mình xào chín tới thì rất là ngon vì nó cay cay. Và mình cho nốt hành lá vào. Lúc này các bạn cho thêm một xíu mì chính. Đây gọi là bột ngọt đấy ạ. Và các bạn đảo đều lên. Vậy là mình đã thực hiện xong món thịt lạc vai xào sả ớt hành lá rất là thơm ngon và nhanh gọn các bạn ạ.
Sau đây thì mình sẽ cho ra đĩa để mình thưởng thức từng món cơm thôi. Rất đơn giản các bạn ạ. Xong nha. Mình cho ra đĩa các bạn nha. Đây rồi, mình cho ra đĩa thôi các bạn. Rất hấp dẫn ạ. Thơm ơi là thơm ấy. Vậy là món thịt nạc vai xào xả ớt ngọt của mình đến đây đã xong rồi. Đây là đĩa thành phẩm của mình sau khi mình đã làm xong đấy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất. Hãy nhớ comment và cho mình xin một like và đăng ký kênh. Đừng quên chia sẻ với bạn bè giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và sức khỏe nha. Xin cảm ơn các bạn ạ.